Thưa quý khán giả, chỉ trong thời gian ngắn từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đối với trẻ em, trong đó có các vụ tai nạn liên quan đến chơi đùa với nước, không phải ra sông, ra biển xa xôi gì. Chỉ một chiếc hồ nho nhỏ trong nhà cũng có nguy cơ khiến trẻ gặp chuyện chẳng lành. Làm cách nào để phòng tránh tai nạn cho con trẻ? Mời quý khán giả cùng điểm lại một số vụ việc và theo dõi phân tích của chuyên gia. Ba đứa trẻ cùng chơi trong sân, cạnh hồ cá lớn của gia đình. Vì nghịch ngợm, bé trai đã rơi xuống hồ. Quá hoảng loạn, em đã liên tục dùng giấy. Hai bé gái nhỏ tuổi, chưa đủ nhận thức, chỉ biết đứng nhìn. Đứa trẻ gặp nạn bắt đầu đuối sức, chìm dần. Lúc này, hai bé gái mới chạy ngay vào nhà, gọi người lớn giúp đỡ. Rất may, bé trai khi được cứu, vẫn còn giữ được tính mạng, nhưng không ngừng kêu khóc vì sợ hãi. Ở một tình huống khác, trong lúc người lớn mải mê trò chuyện, không để ý, bé trai đang đùa giỡn dưới nước, thì bị mất thăng bằng, té xuống hồ cá trong quán cà phê. Những sự cố thoát tim luôn rình rập trẻ nhỏ, chỉ cần sơ hở thì hậu quả thật khó lường. Các bé ham chơi, ví dụ như là soi mình xuống gương hay là đi lại gần quá vô tình trong lúc dọc nước thì cũng có thể là trượt chân và té xuống. Luôn để trẻ em nhà mình trong cái tầm quan sát của mình, chỉ cần mà có một cái hành động gì đó không ổn thì mình có thể ôm bé lại được, thì đó là cái khoảng cách an toàn mà mình nghĩ là các phụ huynh nên chú ý. Chúng tôi đã gặp cái tình huống là một cái trẻ đó là khoảng 28 tháng bò đi tới cái hồ nông bộ mà người ta làm ở dưới chân cầu thang cho nó đẹp đó. Thì khi mà rớt xuống dưới cái hồ thì gia đình lúc đó cũng không biết đâu, đang cũng coi tivi á, cái hồ không thấy em bé đâu hết. Khoảng hồ mới đi thì thấy em bé đã chìm xuống cái hồ, lật đật vớt lên và đưa vô bệnh viện cấp cứu. Và thậm chí em bé rất là nặng và phải thở máy, mà may mắn là sau gần một tháng điều trị thì em bé phục hồi và không để lại di chứng. Phải nói rất là may mắn. Chúng ta thấy rằng là đối với trẻ dưới 5 tuổi, ngay cả giữ ở trong nhà cũng như là khi mà đi chơi ở bên ngoài, và chúng ta hết sức là lưu ý. Không phải trường hợp nào cũng may mắn. Có những nạn nhân không được phát hiện kịp thời dẫn đến thương vong. Em bé khi mà rơi xuống thì cái đầu bị va vào cái vách, nguy cơ là có thể chấn thương đầu, có thể là xây xát ở tay chân, cũng có thể là gãy tay chân. Dập vô trong bụng thì có khi nguy cơ cũng có thể tổn thương các nội tạng ở trong bụng, đặc biệt là gan với lách. Nếu mà chìm trong nước lâu quá đó, 4-5 phút là thời gian vàng đó, thì em bé sẽ ngưng tim, ngưng thở luôn. Và như vậy thì chúng ta phải phát hiện sớm, và đặc biệt là khi mà vớt lên đó, chúng ta phải là đánh giá trẻ và phải cấp cứu ngưng thở, ngưng tim tại hiện trường. Để phòng tránh rủi ro, phụ huynh cần lưu ý làm rào chắn hoặc gian lưới xung quanh hồ cá, ao nước, hồ bơi trong khuôn viên nhà, cũng như các mương nước, kênh rạch trước nhà. Giáo dục trẻ về tính nguy hiểm và luôn nhắc nhở trẻ tránh xa những nơi có nhiều nước. Đối với bé dưới 5 tuổi, luôn theo sát, không để con tự chơi một mình, không để trẻ lớn giữ trẻ nhỏ.